Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với channel của mình. Mình là Lộc Sutiki. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft kỵ sĩ rồng nha các bạn. Và ở tập trước á, thì mình đã có up một cái quả trứng rồng nước ở trên đây đó. Và hiện tại thì vẫn chưa có nở nữa. Hy vọng trong ngày hôm nay thì quả trứng này nó sẽ nở ra một bé rồng kháu khỉnh nha. Rồi và hiện tại á, thì mình chỉ mới có một set đồ bằng sắt yếu ớt này thôi. Mình sẽ cố gắng tìm được nhiều hơn emerald nè, hoặc là kim cương á, để chúng ta có thể làm được một set đồ xịn hơn nhá. Nhưng mà mình nghĩ kim cương thì mình sẽ để dành để làm một cái book enchanter. Tại vì cái book enchanter này sẽ giúp mình chế tạo ra được những quyển sách enchant tùy thích luôn. Ngoài ra thì mình sẽ cố gắng làm thêm được cái cây Hammer ấy, cái cây mà hôm qua mình có nói là cây siêu to khổng lồ nè. Đó, cái cây này không biết nó đào tới mức nào, nhưng mà mình thấy nó chế tạo bằng những cái khối sắt này rất là mắc luôn á. Chắc bây giờ mình sẽ làm thêm một cái quần bằng sắt đi để cho nó xịn, chứ cái quần bằng da đó thì nó hơi yếu. Rồi, và trong ngày hôm nay thì mình sẽ đi khám phá xung quanh cái khu vực mình đang sống ấy. Tại vì hôm rày mình chưa có đi khám phá kịp xung quanh mình, để coi coi gần đây còn ngôi làng nào khác không, để mình còn lấy đồ nữa. Rồi, đi thôi. Chắc mình sẽ lên cái núi tuyết này nè. Tại vì núi tuyết này nó khá là cao nè các bạn ơi. Đó. Ồ, hèn gì, mình ở bên kia mà mình nghe tiếng gì, thì ra là tiếng cái con rồng xanh này. Mà đây có rương nè, đây có rương nè. Wow, thì ra hổng rài tiếng ồn là tiếng của con này à. Ồ, cái con này không biết nó có quánh mình không nữa, nhưng mà mình ở trên thì thấy nó chưa có đụng như mình. Cái này là hạt vàng nè. Rồi, kho báo lộ thiên các bạn ơi. Đây là kho báo lộ thiên chứ đâu nữa. Quá trời hạt vàng luôn. Ui, mình được một stack máy rồi. Rương á, gom mấy cái rương này luôn. Đó, gom hết. Rồi, sắt chủ yếu trong đây chủ yếu là sắt thôi. Với một vài cái thứ mana cursive. Mấy cái thứ này mình cũng không rành nữa, nhưng mà mình cứ lấy hết về đi. Quá trời mấy cái hạt vàng nè. Wow, giàu to rồi. Với số hạt vàng đó thì mình có thể chế tạo được rất là nhiều mấy cái phôi vàng luôn á, mà không cần phải đi đào bới chi cho nó mệt hết. Rồi giờ mình sẽ trả lại mấy cái cục cỏ này nè, cái cỏ của chỗ hang rồng nè các bạn. Và một xíu nữa chắc mình sẽ quánh nhau với nó luôn đi, biết sao không? Tại vì mình muốn thử sức mạnh của từng loại rồng ấy, để sau này mình có gặp lại á thì mình sẽ có biện pháp để chiến đấu với nó. Chứ mình mà không chiến đấu với nó thì mình đâu biết thực lực của nó như thế nào đâu, mà sau này còn có cách đề phòng chứ. Rồi mình sẽ lấy hết cái số hạt vàng này trước cái đã, rồi sau đó thì mình sẽ xuống dưới và test sức mạnh của nó luôn nhá. Ở đây còn một ít nè, vơ hết về luôn. Giàu to rồi, được. Wow, 4 stack máy luôn nè, 4 stack máy hạt vàng luôn. Rồi, và chắc bây giờ mình sẽ sử dụng cây kiếm, kiếm này 7 đam. Cái kiếm laser của mình vẫn mạnh hơn. Và cởi cái cánh ra đi để cho mình có nhiều giáp hơn. Rồi, quánh nhập, núp hả, núp, nó phun lửa. Nó phun lửa. Gồng cây mà biết phun lửa à. Nó còn phá đất nữa chứ. Lại đây, mình sẽ núp. Nó quýnh mình đánh mặt lùi ghê luôn á. Wow, căng hẳn. Ui, nó bay rồi. Rồi xong luôn đó. Ui, nó còn bắn cầu lửa. Ui, xém nữa mình ăn cái quả đó chắc mình ngớm luôn á. Quýnh mẹ. Ui, núp. Ui, gì vậy? Ui, hình như nó cạp mình thì phải. Hình như nó mới cạp mình á. Ui, nó khè lửa ghê quá. Miệng nó bự ghê chưa kìa, gắn nánh đóng hả. Quýnh nè. Con này nó mạnh dữ lắm luôn á. Con này không phải dạng vừa đâu. Nó mạnh dữ dằn luôn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nén mấy cái này lại thành mấy cái phôi trước, rồi mình sẽ cắt ở nhà đi. Rồi sau đó mình sẽ quay trở lại để đánh nó tiếp nha. Và coi cái quả trứng rồng coi nở chưa. Quả trứng rồng mình vẫn chưa nở. Chắc mình sẽ đánh xong con đó là quả trứng rồng nở là vừa rồi đó. Tại vì mình đợi khá là lâu rồi. Ui, bé bò bị nó phun một phát ngõm luôn rồi kìa. Xuống đây, hay, con rồng kia. Xuống đây nè. Ui, nó đánh mình xong nó bay lên trển rồi. Thì cái tình á, xuống đây. Mình chưa có đồ kháng lửa thành ra bị đốt nó mất máu nhiều lắm. Đây nè, đứng lại không. Ui, nó mạnh vậy. Nó cắn mình hai cái mình chết luôn rồi. Ui, núp. Xuống đây.
đừng có bay nữa. Ui, nó bay là mình bó tay hả? À? Ăn ăn vô một cái. Ui, lỡ chụp giận con rồng này rồi. Xong rồi. Tự nhiên đi chọc nó chi giờ phải chạy. Mặc dù biết quýnh lắm lại, nhưng mà vẫn quýnh, quýnh nè, quýnh rồi nè. Yếu, yếu nhưng mà tôi vẫn quýnh, quýnh nè. Chạy, 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 chạy. Ui ha. Ui, nó tung ghê quá. Ui, nó mạnh lắm luôn á. Ngồi chắc nó phá nát cái ngọn đồi luôn quá các bạn ơi. Quýnh, quýnh rồi nè. Ui, ui, ui. Ui, nó mới cạp mình, nó mới. Ui, mình bị chết ngạt trong bức tường nữa. Ui, nhưng mà không sao, mình có thể tay le lên đằng kia và đánh nó tiếp. Rồi, rồi, rồi. Dám đánh ta hả? Ui á. À, thì ra nó có chiêu thức cạp các bạn. Nó có chiêu thức là cạp mình vô bụng nó ấy. Đánh, đánh như nè, đánh như nè. Nhưng mà dập lửa mới được. Lỡ mà nó rơi đồ á, mà rơi vô lửa là mình không lấy được cái gì á. Nấp nè, quýnh, quýnh. Trong lúc mà nó cạp đất á thì mình sẽ quýnh nó như vậy nè. Đó, đánh, đánh như nè, đánh, đánh như nè. Dragon Slayer. Yay, mình đã tiêu diệt được cái con rồng này rồi. Ủa, con rồng này là ngõm xong là nguyên xác luôn hả? Ủa, nó không rơi ra đồ hả? Ủa, nó không rơi ra đồ hả ta? Ủa, đâu rơi ra gì đâu? Ôi, con rồng này chết xong. À, à, mình có thể lấy đồ nó được. À, đây, 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 lấy được nè. Ủa, nó còn bộ xương không luôn. Mình lấy nó còn đúng bộ xương luôn nè. Cái này ra đây còn lấy được gì không? Vứt ra. Lấy, 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 lấy hết luôn, lấy hết luôn. Ồ, mấy con này nó nhiều xương lắm, nó còn có thịt nữa cơ. Ồ, hôm nay mình có món mới rồi, mình ăn thịt rồng luôn. Vậy, đánh con rồng này xong về có thịt rồng ăn luôn nè các bạn. Ồ, không, tim rồng chứ. Cái này là tim rồng. Dragon Heart. Wow, mình sẽ về nhà một cái. Về nhà chuẩn bị là món tim rồng ăn. Rồi, ở đây có trứng rồng nè. Ờ, mà trứng rồng mình chưa có nở. Trứng rồng mình vẫn chưa nở nữa. Để coi coi. Dragon School, The Dragon School. Cái này làm được gì không ta? Đặt một bức tường. Nó có vài dòng ghi chú gì á. Rồi còn Dragon hết. Dragon hết. Tim rồng là gì không ta? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà tim rồng chắc ăn được á, tại vì giờ mình đang đói nè. Nè. Ủa, không ăn được tim rồng à? Và có Raiden Scale. À, cái này như làm giáp đúng không ta? Như cái này để làm giáp á. Chưa 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 chưa, để mình làm thử, để mình làm thử. Đúng luôn nè. Ồ, nón rồng nè. Ồ, làm luôn. Vậy. Nón rồng. Wow. Mình có nón rồng rồi nè. Rồi rồi, tranh thủ ngủ một cái đi. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ ăn tim rồng nha. Hy vọng ăn tim rồng nó sẽ cho mình hiệu ứng sức mạnh. Hoặc là hiệu ứng gì á. Để mình có thể mạnh giống như con rồng hồi nãy vậy đó. Rồi. Ủa sao mình ăn. Ủa mình ăn miếng thịt bò mất tiêu rồi. Ủa mình ăn nhầm, mình ăn mất tiêu miếng thịt bò. Rồi giờ mình sẽ cắt mấy thứ linh ta anh tinh này vào. Mà hồi nãy mình không biết mình lấy hết mấy cái chỗ kia chưa ta. Chưa, để mình đi lại chỗ hồi nãy cái đã. Đây lại là đây. Không biết mình lấy hết đồ chưa nữa, mình sợ còn sót á. Đánh một con vậy mà nó rơi ra ít cái vải quá à. Hết rồi. Hết mấy cái vải rồng rồi. Một con rồng bành kia mà nó có được có vài cái vải thôi. Tiếc ghê luôn á. Mà thôi kệ, không sao. Có được vải làm cái nón rồng là ok rồi. Giờ mình sẽ quay về nhà nè, để coi coi cái quả trứng rồng của mình á nó nở chưa cái đã. Ngoài ra một trong ngày hôm nay mình sẽ đi khám phá thêm nữa, tại vì cái khu này còn nhiều chỗ mà mình chưa khám phá lắm luôn á. Ở đây rồi chắc đi ra biển không nhờ. Mình định đi ra biển tại vì ngoài biển ngoài này tiên cá mà giả mạo á, còn có mấy cái tòa thành nữa, tại vì hôm bữa mình gặp một tòa thành bên đây nè, sẵn tiện chắc đánh tòa thành luôn. Ok, vào đánh tòa thành luôn nào. Mà giờ có nón rồng mà không biết, hình như full cái set rồng á là sẽ có hiệu ứng á, nhưng mà giờ mình chưa có đủ để làm full. Đập. Đó. Ui mấy con này nó nguy hiểm vậy, nó cầm gậy cái kiểu kìa. Ui mặc giáp sắt vô, đánh nè.
hôm nay ta đánh tòa thành này luôn. Mỗi tòa thành á thì nó sẽ có một cái kết cấu riêng, như cái này là tòa thành đá cuội nè, có đuốc á. Còn có một vài tòa thành băng này, rồi tòa thành Netherrack này. Rất là nhiều tòa thành. Ui có nhện nè. Wow. À mà quên nữa, có nhện thì chúng ta sẽ có thể làm được cái ba lô á, tại vì ba lô thì cần chỉ. Ui rồi, chúng độc luôn. Thì tình chúng độc của con nhện này là cực kỳ khó chịu, nó cứ mất máu liên tục vậy á. Ui phá spawner con nhện trước. Rồi, xong chạy. Đánh từng con. Nó thấy không, cái con nhện này khó chịu cực kỳ luôn. Mình là ghét con nhện cực kỳ á. Còn skeleton nè. Rồi, ui da, ở đâu xuất hiện nó vậy? Ui tòa thành bị lủng hay gì, nó rớt xuống nữa nè. Tòa thành bị lủng. Ở đây có táo ăn. Ui, mấy con này cắn lén ghê quá. Không biết có, chắc mình phải làm cái khiên á. Nó nhảy xuống nó chơi mình luôn. Cái này để mình coi. Siêu. Ở đây hình như không có làm được mấy cái khiên rồi. Không có khiên là hơi mệt. Tại vì mình có khiên thì mình sẽ chặn đòn được ấy. Mà cái này nó không có khiên nữa thì toang rồi. Ui, mấy con nhện này nó đánh xa quá. Mà nó lại nhỏ con nữa, thành ra rất là khó đánh trúng đó. Đâu rồi? À, núp nè, núp chơi mà núp. Rồi đập lẹ. Nhìn nó đập. Ui da, nhìn ở đâu vậy? Đánh cho lọt xuống dưới luôn. Lộn dưới chết mèo luôn rồi. Rồi giờ mình sẽ đi tiếp lên hướng ở phía trên thôi. Thức ăn cũng hết mất tiêu rồi. Đánh cái này thì chúng ta nên trang bị nhiều thức ăn nha, để cho nó có khả năng hồi phục ấy. Chứ không thôi là không có hồi máu được khi mà bị nó đánh đâu. Dám đi xuống đây để đánh mình hả? Cần câu. Mình thấy đồ trong tòa thành này cùi bắp quá hả? Không có xịn gì trơn ấy. Toàn là mấy thứ bình thường không à. Không có. Ui da. Ui con baby zombie này. Ui hai con luôn à. Ui bây giờ zombie nó đánh mình còn mất máu nhiều thế kia kìa. Không biết mấy con boss nó đánh mình cỡ nào nữa. Tại vì giáp mình khá là yếu ấy. Kiếm túi mật lấy. À túi mật chắc lấy được nè. Đó, lấy túi mật. Rồi đi lên trên tiếp. Để coi nào. Ở trên đây coi. Ui chưa tới chỗ boss nữa. Hình như boss ở tầng cao nhất á. Đánh nè. Con này lết xác lên đây làm gì? Và bạn. Ôi con boss ở trên kìa. Bây giờ mình. Ui da. Ui. Đánh mình cái lọt luôn. Ui đánh nè. Ui nó phá anh trên thương, đừng có mắc đồ nha. Mình thấy có quyển sách enchant á. Ây da. Ui sao con này nó mạnh vậy? Nó mạnh quá à. Nó khèo mình hai cái là ngõm luôn. Chưa, quay lại. Wayborn. Mình sẽ cái đây đây chỗ này nè. Tay le lại. Đánh người nè, đánh. Ồ có vẻ cái này đánh không xin nhê nó đâu. Kiếm dưới giáp mình còn yếu lắm. Dạ. Đánh người nè. Ai da, ui. Ồ con này nó mạnh quá. Hôm nay là ngày mà mình bị những con boss nó bán hành rồi. Hết con rồng rồi tới cái con quỷ này. Thôi chạy. Chạy lên nóc. Mình chạy lên nóc để mình vét đồ của nó ấy. Này mình đập cái rương ra đi. Trong đây coi nó được cái gì nhá. Quyển sách này coi quyển sách gì. Nhặt ba luôn. Ui sách tốt. Táo vàng nữa. Nhặt ba và táo vàng. Khá là tốt. Trên đây mất tiêu cái rương rồi. Ủa mình nhớ trên đây là có cái rương á. Mà nó bị nổ tung mất tiêu rồi. Con boss như kỳ ghê. Rồi đi xuống. Ủa người này. Ui bị té nữa. Bị té xuống tít dưới này rồi. Lại đây. Mình có thế mình đánh đâu nè. Mình đứng ở trong mình đánh ra cho nó sướng. Khỏi phải đánh trực diện á. Chứ đánh trực diện là không có tài nào mà mình đánh lại với bộ giáp yếu. Ủa kim cương. Kim cương nè. Rồi vứt mấy cái này ra. À hình như cái này nó sập. Chạy thôi. Ô cái kia nó sập rồi. Tòa thành nó sập rồi. Tòa thành sau khi mình đánh xong con boss á thì nó sẽ bị nổ tung như vậy ấy. Nguy hiểm ghê luôn. Rồi giờ mình sẽ ăn tạm mấy trái táo đi. Đây ăn táo vô. Và ngoài này nè, hình như là còn một hay hai tòa thành nữa. Giữa biển chắc cũng có tòa thành đấy các bạn ơi.
À, đây nè, tòa thành này là tòa thành à. Úi, cái gì đây? Ủa, cái gì nè? Ủa? Trứng rồng. Đằng kia nữa kìa. Đằng kia nữa. Ủa, sao mình... quá trời trứng rồng nè. Vô hạn. Wow. Coi con trứng này trứng rồng gì đây? Ether Dragon. Ủa, rồng lạ. Ủa, cái trứng rồng này quen vậy? Ủa, trứng rồng nhà mình đang ấp mà. Ủa, vậy là trứng rồng mình nó biến thành trứng rồng này rồi. Rồng nước nó sẽ biến thành rồng Ether rồi. Rồi, không tin. Mình cứ tưởng là rồng nước mà ai về nó thành rồng Ether mất tiêu rồi. Ủa, mà có sách cho hàng chắc mình sẽ lấy sách cho hàng đi. Hạt biến dưa hấu chắc không cần đâu. Trong đây cho mình ăn thịt cũng được. Rồi, và đây có trứng rồng gì màu đen nè. Có cái lưu ly xung quanh nữa. Ủa, Ngọc Lục Bảo chứ. Cái này trứng rồng gì đây? Đây, Moonlight. Hình như cái này là mặt mặt trăng. Trứng rồng mặt trăng. Lưu ly lấy luôn. Ủa, Ngọc Lục Bảo lấy luôn. Đó, lấy Ngọc Lục Bảo về luôn. Wow, quá trời luôn. Rồi, để coi. Ở đây hình như là có hai ba cái gì lận. Một hai còn rất là nhiều nè. Mà ở dưới nó còn rương nữa chứ, quên 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 nữa, ở dưới này còn rương. Rồi mình sẽ đáp vô đây để coi coi trong đây nó có gì nhá. Ten ten đánh bật lùi á, toàn là những cái quyển sách enchant thôi. Cốt kim cương nữa. Ủa, có giáp kim cương nè. Mình khỏi cần chế tạo mà cũng có luôn. Wow, vậy là mình có thể vứt cái giáp sắt rồi, vứt cái ủng mình hư á, thay cái ủng mới nè. Rồi, ui ta quá trời táo vàng luôn nè. Ừ, thích vậy. Sách sửa chữa nữa. Toàn đồ xịn không à. Ừ, đúng là cái chỗ rồng có khác nha, toàn là đồ xịn thôi. Mình sẽ vứt bớt những thứ không cần thiết nè. Arenhammer giữ lại, áo này vứt nè, quần vứt nè, cúp giữ lại. Đó, bên đây thẻ tên chắc mình sẽ không cần đâu, trong đây chắc không cần thẻ tên đâu. Đánh bật lùi chắc không cần, lấy vàng và lấy bánh mì. Đó. Không ngờ lại gặp được chỗ có rồng chứ. Rồi, ui ui. Ủa, sao gớt rồi? À quên quên, mình đói. Tại vì bay á nó sẽ tốn thể lực nha, là mình sẽ bị đói các bạn. Đó, thành ra ui mà quên cái để dành cho rồng mình ăn. Rồi, no nè, bay lên lại. Đó, có sức thì mới bay được. Đó, cánh là vậy, phải có sức mới bay được nha. Ủa, cái thuốc này, thuốc gì đây? Thuốc này hình như là để làm cánh á. Ừ, để mình sợ thử coi. Phi đây nè. Ủa, Nguyên. Đúng không ta? Nếu mình nhớ không lầm là mấy cái cánh này có một loại cánh là cần cái thuốc đó hay sao ấy. Vậy là mình nhớ nhớ lầm rồi. Vậy là mình nhớ lầm rồi, cái thuốc này nó dùng để chế cái gì á. Rồi thôi kệ đi, nhưng mà ở đây có rương thì mình cần phải lấy hết trước cái đã. Ở đây lưu ly không. Ủa, Ngọc Lục Bảo không nhờ, không có kim cương nha. Cái này có kim cương là hết sảy luôn. Giáp kim cương nữa nè. Ô, nhiều giáp kim cương ghê luôn á. Mình sẽ lấy về để có gì mình xây cua nhá. Rồi, bên đây còn nữa. Kiểm tra luôn. Đĩa nhạc thì không cần. Bánh mì cần nè. Đó. Cái này là bánh mì nữa. Quá trời bánh mì luôn. Lại là cuốc kim cương và cọng dây. Chắc mình sẽ lấy dây để có gì buộc mấy bé rồng lại. Bánh mì và sắt. Rồi, để coi mình lấy hết trứng rồng chưa. Thì không thôi một hồi bỏ sót trứng rồng á. Hình như mình đói là mình sẽ bị bay chao đảo á. Thành ra hơi khó để điều khiển. Rồi bay lên trên nè. Còn trứng rồng nè. Lấy luôn. Thuốc lại là lọ thuốc đó nữa, mình không biết công dụng nó để làm gì ấy. Mà thôi kệ, lấy về luôn đi. Lấy trứng rồng. Vậy là tổng cộng mình đã nhặt được 3 quả trứng rồng rồi. Đi một xíu nhặt được 3 trứng rồng. Rồi bên đây còn nữa chứ. Ở đây vẫn còn trứng rồng nè. Và bịch. Con gì vậy? Ui, thôi, đi về. Con gì thế ghê vậy? Ui, bị kẹt rồi. Ui, mình nghe tiếng tiếng vỡ. Rồng. Ui, tin vui đến dồn dập các bạn ơi. Rồng mình nở rồi nè. Ui, rồng mình nở rồi. Để coi coi, mình sẽ cho rồng mình ăn. Mình sẽ cho rồng mình ăn, ăn ăn cá nha. Đây đây nó, rồng mình ăn cá rồi. Ăn mau lớn nha con, ăn mau lớn nha. Ủa, mất tiêu rồi. Ủa, mất tiêu rồi. Ủa,
À, mình có thể để trên da giống như là con vẹt vậy đó. Wow. Mình có thể để trên vai nè. Rồi mình ngủ một cái đi. Ủa, quá trời vui đến trong một ngày luôn. Và rồng mình nuôi trong nhà được không ta? Mình định nuôi trong nhà ấy. Cái cục mình nhặt lại cục gỗ đặt lại. Giờ mình đói quá mình ăn đỡ cái trái tim rồng đi. Ui. Ôi, ngồi xuống. Ủa không chịu ngồi xuống hả? Hay là phải không biết dùng xương có thể cho nó ngồi xuống không ta? Dragon Ball nè. Dragon Ball ngồi xuống. Xương này không được hả? Vậy xương skeleton thì sao? Xương xương skeleton thì được nè. Mình có thể cho nó ngồi xuống ấy. Rồi giờ mình còn một ít con cá đúng không? Đây mình cho nó ăn luôn đi. Mau lớn nha. Tại vì khi nó lớn á thì mình mới có thể gắn yên cưỡi cũng như là cho nó mặc giáp ấy các bạn ơi. Và bây giờ thì mình sẽ cắt bớt những cái quả trứng rồng cũng như là mình sẽ làm một cái ba lô. Đây mình sẽ làm đây mình một cái ba lô nhỏ như vậy nè, cần len, cần da thuột và chỉ thôi, rất là rẻ luôn. Giờ mình sẽ cắt giáp kim cương tạm vào đây. Đó. Có giáp kim cương xì cua là vui lắm rồi. Trứng rồng sẽ cắt vô luôn. Mình có ba trứng, một xíu mình sẽ qua bên bển lấy thêm mang về nhá. Kim cương, táo vàng các kiểu luôn nè. Thuốc thì mình chưa biết nó để làm gì. Rồi. Và bây giờ mình cần phải đi tìm da bò như mình còn đúng không? Đây da bò mình có đủ rồi, nhưng mà bây giờ mình cần phải tìm thêm lông cừu, tại vì mình thiếu lông cừu rồi. Kiếm mình mặc dù nó không bị hư nhưng mà nó khá là yếu. Mình phải tìm một cái kiếm nào có sức tấn công cao hơn á thì mới được, chứ chỉ với 7 sức tấn công thì đánh mấy con kiểu như rồng hồi nãy nó không xi nhê đâu, mấy con đó nó khỏe lắm. Đây ba lô, một cái ba lô nhỏ nè. Ta-da, một cái ba lô. Ồ, nó cũng chứa được khá khá nè. Rồi giờ để coi nâng cấp nó lên thì chúng ta cần thêm len cũng như là da thuột á. Cũng được, len cũng như là da thuột mình có đủ nè. Giờ mình chỉ cần farm thêm lông cừu thôi ấy. Vậy là sắp tới mình cần phải có một cái chỗ để nuôi cừu, và mình sẽ lấy lông cừu để nâng cấp mấy cái ba lô này lên nhá. Chứ giờ không có cụ ui 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 nọ thấy không. Đang bay mà còn ba cái đùi gà là nó sẽ tự té xuống nha, thành ra các bạn nhớ lưu ý. Rồi giờ thì sẽ lấy thịt bé cừu này nè, mình phải bay đi tìm thêm cừu rồi. Không biết len xám có xài được không ta, hy vọng là len xám xám xài được á. Và hồi nãy mình có bay qua bên đây nè, và mình thấy ở đây nó có cái đâu ta, đây 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 có cừu nè. Đó, quá trời là đằng khác. Rồi lấy thêm một cái len cừu nữa, len cừu nè, được ba len trắng rồi, lấy thêm một len trắng nữa đi để cho chắc cú, lỡ mà len xám mà xài không được á thì mình dùng len trắng để chế tạo. Rồi về nhà thôi. Về nhà một cái, sau đó đặt vào cái bàn chế tạo như thế này, nâng cấp nó lên đó. Và mình có thể nhuộm lên nhá, nhưng mà thôi để cái màu mặc định đi, để coi coi cái nâng cấp. Cái này là cái medium medium backpack nhá. Tên tệ, wow, nó bự. Nó bự gần như là bằng cái rương đôi luôn á. Ồ, cái này mình chứa hơi bị đã luôn. Rồi mình sẽ cắt bớt những cái khoáng sản này vào hết nè. Khoáng sản là phải bỏ vô rương. Trứng rồng chắc cũng thôi, không, trứng rồng bỏ nhà, trứng rồng bỏ nhà chỉ mang theo khoáng sản trong rương thôi. Yên cưỡi cũng khỏi mang. Rồi cắt vô nó, đây là cái rương ở cái ba lô để mình có thể chứa được những cái khoáng sản nhá. Rồi cắt emerald nè, cắt vàng nè, cắt sắt vào, ruby, amethyst, fairy dust, táo vàng, redstone, lưu ly, sách các kiểu luôn vậy. Và mình có sách sửa chữa và sách vô hạn nữa, để từ từ mình ép vào mấy cái vũ khí của mình nhá. Mình có trái tim rồng nè, nó ăn trái tim rồng luôn cho nó khỏe lại. Tim rồng ăn không được hả? Ô, tim rồng ăn không được nhưng mà có thịt rồng nè. Có thịt rồng ăn luôn. No. Ăn thịt rồng bị cháy. Ăn thịt rồng các bạn phải ở dưới nước nhé. Ăn thịt rồng thì các bạn nhớ là ở dưới nước thì ăn mới được, nếu không thôi ăn một hồi là bị cháy á. Ô, con trái tim rồng này để làm gì ta? Mình cũng chưa biết trái tim rồng này để làm gì nữa mà thôi. Suýt nữa thì ăn 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 thịt rồng là bị cháy. Được á. Rồi cắt cái giáp này vào luôn.
Để một xíu mình có cái để mà xây cua nè. Và bây giờ chắc mình sẽ bay lại cái chỗ hồi nãy á, để chúng ta có thể lấy hết những cái quả trứng rồng mang về. Và ở đây trứng rồng thì chúng ta có thể đổi qua đổi lại, giống như quả trứng rồng của mình á, đang nuôi, đang ấp rồng nước mà tự nhiên một hồi thành rồng, rồng này rồng gì đây, rồng Ather luôn. Nó có thể đổi được. Thành ra mấy bạn muốn mình ấp con rồng gì tiếp theo á thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Ô rồng mình mau lớn chưa? Rồng mình mau lớn cực nè. Màu màu trông lớn nha. Rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ mang ra chỗ khác. Tại vì nếu mà rồng mình lớn quá mà mình không kịp mang ra ngoài thì mình phải dỡ cái ngôi nhà của mình ra để đem rồng ra bên ngoài ấy. Ui ui ui. Ui mình đỡ làm rồng mình rớt xuống rồi. Hậu đậu quá. Bay lên lại nè. Rồi. Lên đây. Ây da. Ui. Ăn 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 vô, ăn vô hồi máu con ơi. Rồi, hồi máu rồi. Ngồi xuống mình phải có xương thì rồng mới ngồi xuống được. Thì tình các bạn nhé. Nuôi rồng là phải mang theo xương, nuôi rồng là phải mang theo xương, phải nhớ là mang theo xương lúc nào cũng vậy. Xương đây, nó thuộc sẵn một cái cục xương bên người. Đúng là làm huấn luyện mà phải có thứ để điều khiển cái con vật mình huấn luyện chứ. Đây, xuống đây và ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Đó, ngồi yên ở đây nha. Và mình sẽ cắm đuốc lên để ban đêm nó đừng có xuất hiện quái. Không biết con rồng mình á, không biết có tấn công mấy con quái được không ta? Chắc được á. Và gần đây cũng có một cái sa mạc để sắp tới mình có thể qua bên bển và khám phá nữa. Ui ui ui. Ăn 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 ăn. Ui đang bay mà té nữa. Tại vì hết cái thanh thức ăn ấy là mình sẽ bị rớt xuống luôn. Rồi bên kia vẫn còn nữa kìa. Nhiều trứng rồng cực. Đây lấy trứng rồng này về. Đó, được thêm một quả Ather Dragon nữa. Xách gai, lọ thuốc mình chưa biết nhưng mà vẫn lấy đi. Đó, lấy mấy cọng dây nè. Và dưới này vẫn còn rương, lấy hết luôn. Táo vàng lấy về. Redstone chỉ, than lấy hết. Rồi, còn bên đây coi. Ồ, tính ra loot mấy cái này thích ghê luôn á, toàn đồ xịn không mà. Để nhạc không cần. Nè, nó nhiều cái nhiều cái cây cuốc kim cương ghê luôn. Nhưng mà mình đâu có cần phải dùng cuốc kim cương đâu. Mình nhìn đây coi còn cái gì không. Ở bên kia còn có mấy cái tòa thành nữa kìa. Ui đây có mấy cái con gì nè. Mặc giáp vô chiến đấu với nó luôn. Con gì đây. Ui ui, ui con gì á. Ui con gì á. Ui con này nó độn thổ được. Ui giá. Ui ui ui. Ui con gì ấy. Rồi xong người rồi. Hết độn thổ nha. Hết độn thổ nha. Này thì độn thổ nè. Nó tưởng nó độn thổ là nó quánh được mình ấy. Nhưng mà mình dụ nó ra nước là nó hết độn thổ ấy các bạn. Ơ đằng kia còn con nữa kìa. Thôi 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 thôi. Đánh với mấy con này nó chơi nó độn thổ mà ai mà quánh cho lại. Chơi không. Ui một con khổng lồ luôn. Con hồi nãy con dạng nhỏ thôi. Con kia mới là con bự. Rồi. Gặp cái con này sợ ghê luôn á. Thôi giờ mình sẽ bay đi để đi lấy mấy cái quả trứng rồng còn lại. Ui con gì mà to thế. Ủa đâu rồi. Mấy công trình đâu. Đây 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 đây. Cái đó lấy trứng chưa ta. Phải nhìn kỹ nha để không thôi bỏ sót trứng rồng á. Uổng lắm. Đây lấy rồi nè. Bên đây là đĩa nhạc. Chú ý là đĩa nhạc không mà. Mấy cái đĩa nhạc thì chắc mình không cần đâu. Rồi được thêm hai quả trứng nai lai rồi. Vàng nè, táo vàng này. Đó lấy về. Còn luôn emerald á, khi nào cần thì mình sẽ lại đằng đây để lấy sau nha. Rồi bay lên để lấy mấy cái cục sắt coi. Ui té nữa. Cái tình luôn á. Không có thức ăn nó cứ té hoài à. Đói nhanh quá. Bên đây mình lấy rồi. Vậy là hết rồi. Ui bên đây có một con siêu to khổng lồ nữa nè. Ok quýnh nó luôn. Ui có đằng kia còn con bé nữa chứ. Ui 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 ghê quá. Ui con thích. Ui cùng gỡn quá. Ui các bạn không biết các bạn có sợ con đó không chứ mình thấy con đó nhìn tởm vãi xoài luôn ấy. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã đánh bại được một con rồng màu xanh và chế tạo được cái nón rồng nè. Ngoài ra mình cũng đã tìm được một cái chỗ có rất là nhiều trứng rồng luôn, có tới tận 6 quả trứng rồng. Và các bạn muốn mình up cái quả trứng rồng gì tiếp theo á thì đừng quên comment ở phía dưới. Đồng thời bé rồng đầu tiên của mình đã nở ra. Đó chính là một con rồng Ather. Bây giờ nó đã khá là lớn rồi. Khi nào nó biết bay á thì mình sẽ gắn yên cưỡi vào để cưỡi nó và đi khám phá tiếp nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trong series Minecraft kỵ sĩ rồng. Bye bye. We'll be right back.